Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu, chủ yếu đề tài được mở rộng hơn. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài khác lạ thay vì chúng ta tập trung vào thời sự trong ngày. Và trước khi đi vào chương trình tán gẫu thì cho phép Phong được đưa một hai cái thông báo đặc biệt. Thứ nhất là cuộc hội ngộ của TNP Channel và N10 TV, tức là Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy, sẽ diễn ra vào ngày 30 tây tháng 7 tại Quận Cam. Quý vị nào muốn tham dự thì có thể ghi danh với cái địa chỉ email ngay trên màn hình quý vị: Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com. Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com. Đây là chương trình gặp gỡ hoàn toàn miễn phí và chúng tôi cũng có một số thức ăn nhẹ khoản đãi cho quý vị. Và nhớ ghi danh trước và cho chúng tôi biết tên, số điện thoại và bao nhiêu người tham dự, bởi vì hội trường chúng tôi mướn có 500 chỗ mà thôi. Đó là cái thông báo thứ nhất. Và cái thông báo thứ hai là tạp chí quốc phòng của số thứ tư, tức là tháng 6 đã có và chúng tôi sẽ gửi đi trong tuần này. Cuối tuần này thì quý vị sẽ nhận được, những quý vị nào ở Mỹ, còn những quý vị nào ở Âu Châu thì có thể, hoặc là ở Úc thì có thể tuần tới quý vị nhận được. Đó là cái thông báo của Phong về tạp chí quốc phòng. Và cũng cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel trong tuần này, tức là ngày mai chủ nhật, thì từ ngày mai cho tới ngày thứ tư, tức là từ ngày 2, ngày 3 và ngày 4, thì Teletron sẽ tổ chức một đại nhạc hội với 60 anh chị em nghệ sĩ ở tại cái chi nhánh trên đại lộ Bonsa ở Quận Cam. Quý vị nào muốn tham dự thì ghé lên Bonsa để tham dự chung với lại công ty Teletron. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với Teletron qua số điện thoại là 1877 892 6999, 1877 892 6999. Đó là cái thông báo của Phong. Và cái thông báo cuối cùng, trước khi mà chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận của quý vị, thì hôm nay xong chương trình này thì Phong sẽ lái lên San Jose. Và nếu quý vị nào muốn gặp gỡ thì sáng ngày mai, sau cái chương trình tán gẫu, sau cái chương trình vô đề sáng ngày mai làm tại San Jose, thì khoảng 9 đến 10 giờ thì Phong sẽ có mặt ở tại San Jose, cà phê Paloma, nơi mà Phong thường hay ghé. Thì quý vị nào muốn tham dự, muốn gặp gỡ thì ghé qua cà phê Paloma lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng ở cái cà phê Paloma ngay trên đường McLaughlin và đường Story. Quý vị nào muốn tham dự thì ghé qua đó. Ngày mai Phong sẽ có mặt ở San Jose. Đó là cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần gọi là đọc tin, là đọc cái comment của vị mỗi một cuối tuần. Tình hình Putin sẽ sụp đổ trong những năm gần đây không anh Phong? Chưa biết được. Giờ phút này không ai biết được nội tình của nước Nga như thế nào, chỉ ngoại trừ cái vụ binh biến vừa rồi. Và cho tới giờ phút này thì tôi không nghĩ là có một thế lực nào lật đổ được Putin. Thứ nhất, về mặt quân sự và về mặt vũ trang, ông ta lợi dụng hai nhân vật cánh tay mặt và cánh tay trái là lãnh đạo của Shenzhen và nhóm Prigozhin, tức là nhóm lính đánh thuê. Giờ đây thì nhóm lính đánh thuê rời khỏi ông ta qua Belarus, thì chúng ta vẫn chưa biết như thế nào. Về mặt chính trị, ông ta đã khống chế toàn bộ cái Hạ viện Duma của Nga. Do đó tôi chưa thấy có một cái thế lực nào có thể lật đổ được ông ta cả nha. Rồi tiếp tục, vụ Đắk Lắk chìm xuồng cũng chưa chắc đâu. Ngày hôm nay nó tuyên bố là nó đang truy nã thêm một số người. Trên trên báo chí nói là đang truy nã một số người. Thì quý vị, điều này có nghĩa là chưa bắt được ai cả. Những người bị bắt toàn là những người râu rìa xung quanh thôi, và không phải là những người chính ở trong cái cuộc tấn công ở Đắk Lắk. Thì quý vị, báo chí đăng ra rất là rõ ràng, bây giờ ra lệnh truy nã, có nghĩa là chưa bắt được ai cả nha. Rồi nền quân sự của Việt Nam đánh giá anh trong 10 nước Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ mấy anh Phong? Nếu quý vị gọi nền quân sự của Việt Nam thì không đúng. Nền quân sự của Cộng sản Việt Nam bây giờ đứng chót ở Đông Nam Á. Có thể nó đứng chót, mặc dù rằng là khoe khoang có tìm thủy đỉnh gì đó, nhưng mà quý vị không thấy mặt mũi nó đâu hết. Và cái rõ ràng và mà cụ thể nhất quý vị nhìn trên mặt biển, chỉ duy nhất có Cộng sản Việt Nam là không dám phản ứng một cách cụ thể với lại cái sự lấn áp của Trung Quốc. Tất cả các quốc gia còn lại đều có hành động rất là cứng rắn
khi mà tàu Trung Quốc hay tàu hải giám hay là tàu ngư dân của họ đó mà mon men tới biển của người ta đó, là nó quất tại chỗ liền. Chỉ có Cộng sản Việt Nam là không dám phản kháng thôi. Do đó, dựa trên những cái này, tôi đánh giá là lực lượng Cộng sản Việt Nam bây giờ là yếu nhất ở khu vực nha. Rồi tiếp tục. Wow. Vụ công an bắt ba con dê của dân đã bị bắt rồi, nói là giả thú bắn nhầm, anh tin không? Đương nhiên là tôi không tin. Quý vị, đương nhiên là mình không có tin chuyện này rồi. Có điều là vấn đề còn lại là phản ứng của người dân và nó cho người dân nhìn như thế nào về cái lực lượng bảo vệ chế độ. Công an, nhiệm vụ của họ là bảo vệ chế độ, không phải là bảo vệ cho dân. Cho nên quý vị nhìn hỏi tôi thì tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Và trong cái lực lượng công an toàn là thứ côn đồ du đảng, đa số là côn đồ du đảng nằm trong ngành công an. Do đó quý vị, và những cường hào ác bá, do đó quý vị hỏi tôi cái câu trả lời của tôi là như vậy nha. Anh Phong có thể nhận định tình hình bất động sản Việt Nam trong vài năm tới? Không cần vài năm tới đâu, năm tới thôi, năm tới thôi, địa sản của Việt Nam sẽ bùng phát rất là mạnh, bởi vì tất cả những tay mua từ Trung Quốc sẽ tràn vào đó. Tất cả những tay mua của Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam mua bất động sản dựa trên cái luật cộng sản vừa ra là FDI, tức là nó lấy danh nghĩa là đầu tư nước ngoài đầu tư vào bất động sản. Do đó thì cuối năm nay thì hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể gặp trở ngại, có thể và đi tới tình trạng gọi là bị thu mua bởi cái chế độ cai trị. Nhưng mà qua tới năm tới nó sẽ khởi sắc nhờ vào cái nhóm đại gia ở Trung Quốc tràn qua Việt Nam mua bất động sản nha. Rồi, nếu em bỏ quốc tịch Việt Nam thì làm cách nào? Em sẽ phải đóng tiền cho tòa đại sứ hay lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam, trung bình một cái hồ sơ như vậy mấy ngàn đô la. Nếu em muốn nó đưa em một cái tờ giấy chứng nhận em đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Điều này là những người ở Đức bị, những người mà nhập tịch Đức bị đó, họ đã bị tòa đại sứ và lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam làm tiền rất nhiều. Khi mà họ nhập quốc tịch Đức thì trên nguyên tắc cái luật của Đức là buộc họ phải có một cái giấy chứng minh là từ bỏ quốc tịch cũ. Và đây là cái mối kiếm tiền rất là lớn của nhóm đại sứ và lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam tại Đức. Một cái hồ sơ như vậy nó lấy quý vị mấy mấy ngàn đô la cho một cái hồ sơ là chỉ một cái tờ giấy có con mọc là chứng minh là quý vị đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, anh có nghĩ Trung Cộng thuê Wagner tấn công Đài Loan không nếu họ bị suy yếu? Tôi không nghĩ là Wagner sẽ làm chuyện này, dù Trung Cộng có bỏ tiền nhiều để thuê. Tại vì Wagner biết được họ làm cái gì. Đa số binh sĩ mà trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Wagner đều là công dân Nga. Còn lính tráng ở dưới thì tứ xứ, nhưng mà công dân Nga là chính. Do đó họ vẫn đứng về cái quan điểm của cái nước mẹ của họ nhiều hơn. Tôi không nghĩ là Trung Quốc có nhu cầu này. Và thứ hai là cô dù có nhu cầu, Wagner cũng chưa chắc đồng ý nha. Ok, cùng là cánh tả, sao ta cánh tả Mỹ đồng nhất chống Trung Cộng, cánh tả Âu Châu lại thân Trung Cộng? Đơn giản thôi, quyền lợi. Tại vì Âu Châu hiện nay gần như lệ thuộc vào Trung Quốc trong tất cả mọi thứ, từ nguyên liệu cung cấp cho tới nhân công giá rẻ cho tới thị trường tiêu thụ đều lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn Mỹ. Chính vì vậy mà đám cánh tả Âu Châu nó dễ dàng thỏa hiệp hơn so với cánh tả của Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Vụ Đồng Tâm mà ba công an, vụ Đắk Lắk bốn công an chết, nhiều tờ báo trong nhà nước ra cho rằng tặng bằng khen đàn áp nhân dân, anh nghĩ vậy có đúng không? Cái đó tùy theo những cái tờ báo ở gốc Việt ở ngoài này họ muốn đặt kiểu nào họ đặt, tôi không có quan tâm. Vấn đề ở chỗ là tôi đã từng nói lúc nãy, trong lực lượng công an thứ nhất là cường hào ác bá, thứ hai là côn đồ du đảng, thứ ba nếu mà quý vị đưa tất cả lực lượng công an đi khám nước tiểu đó thì tôi bảo đảm quý vị 60% đều dính ma túy. Đó là thực tế, 60% đều dính ma túy nếu đi thử nước tiểu. Đó là những gì mà tôi biết được về lực lượng công an của Cộng sản Việt Nam bây giờ nha. Rồi
Anh có thể phân tích về mối quan hệ của vua Lê Đại Hành Lê Hoàn và hoàng hậu Dương Vân Nga không ở thời tiền Lê? Thật sự quý vị, trong lịch sử Việt Nam đây là một cái khá đặc biệt, bởi vì bà Dương Vân Nga tới ba đời chồng lận. Thời của bà tới ba đời chồng, Đinh Bộ Lĩnh là đời chồng thứ hai, Lê Hoàn là đời chồng thứ ba. Thì nó có nhiều cái giả thuyết ở xung quanh câu chuyện này. Có người nói rằng là Lê Hoàn đã quen biết bà Dương Quan Nga trước khi gặp Đinh Bộ Lĩnh, thì có người nói rằng sau đó. Vấn đề ở chỗ là bà là người được mô tả là một người đàn bà can đảm, bà đã dám trao cái quyền lại cho Lê Hoàn trong lúc mà mình đối diện với cái sự xâm lăng của nhà Tống. Thì ở trong cái lịch sử Việt Nam thì cái điều duy nhất mà bà làm được là buông được quyền lực, buông được quyền lực của họ Đinh để chuyển qua họ Lê. Thì cái đó là cái bà làm. Còn bây giờ nếu quý vị hỏi tôi về cái mối quan hệ thì thật sự những cái giả thuyết này chúng ta vẫn còn bị rối mù trong cái mối quan hệ của, tại vì bà tới ba đời chồng là nha. Ok rồi, tiếp tục. Trương Quốc Huy dự đoán về Việt Nam sẽ là Ukraine của Á Châu không có. Thì Trương Quốc Huy có quyền dự đoán theo cái chủ quan của Trương Quốc Huy, tôi thì không nghĩ như vậy. Tại vì Ukraine dầu sao là một xã hội dân chủ. Còn Ukraine dầu sao là một xã hội dân chủ, còn Việt Nam là một xã hội một đảng cai trị, không thể giống nhau được. Một đảng cai trị nó không thể giống nhau, và nếu mà có, tôi chưa thấy cái hành động nào đe dọa tới Việt Nam ngoại trừ Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì nó không cần thiết phải sử dụng quân đội tấn công Việt Nam nữa, bởi vì nó kiểm soát toàn bộ bộ chính trị, tức là lực lượng công an quân đội của Việt Nam đã nằm dưới sự điều khiển của Trung Quốc rồi. Thì coi như bán chính thức là Trung Quốc đã cai trị Việt Nam rồi, đâu cần tốn xương máu làm gì nữa. Cho nên tình hình của Ukraine nó khác xa lắm. Ukraine lúc lúc mà có bị Nga tấn công, họ là một xã hội dân chủ chứ họ không phải là xã hội một đảng cai trị nha. Rồi tiếp tục. Nước Pháp cho nhập cư nhiều quá nên mới có bạo loạn ngày hôm nay. Thật sự quý vị, nước Pháp là một cái nước cấp tiến và họ luôn có những cuộc bạo động, không phải chỉ bây giờ. Tôi hỏi quý vị nè, cái kỳ mà cái giải World Cup mà Pháp đoạt giải vô địch đó, thì nếu mà Pháp chiến thắng thì người ta ăn mừng đi. Không có. Nó vẫn tràn xuống đường đập phá và phá phách, đa số là giới trẻ của Pháp. Tại sao? Nó bế tắc cuộc sống. Cái chính sách cực tả của nước Pháp đã đẩy thanh niên Pháp vào bế tắc. Cho nên bất kỳ một cái cuộc nổi loạn nào, họ sẵn sàng tham dự. Bất kể cuộc bạo động, nó là bạo động hay biểu tình, họ đều tham dự. Tại vì họ bị bế tắc cuộc sống. Cái cuộc sống theo kiểu xã hội chủ nghĩa của Pháp bây giờ đó quý vị, là coi như là thanh niên Pháp còn như bế tắc hết rồi. Họ chỉ là một là chạy theo những cái phong trào thể thao. Hai là chạy theo những cái hoạt động bất hợp pháp, tức là sẵn sàng phạm pháp bất cứ giờ phút nào. Do cái sự cấp tiến của nước Pháp nó dẫn tới cái tình trạng hậu quả là trong gia đình thôi là coi như nó không coi cha mẹ ra cái gì rồi. Do đó quý vị, cái nước Pháp bây giờ nó đi tới cái sự mà tôi có thể nói rằng là băng hoại xã hội là như vậy. Và tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần, tư tưởng cấp tiến chỉ áp dụng trong khoa học kỹ thuật thôi, đừng áp dụng trong xã hội. Áp dụng trong xã hội nó sẽ dẫn tới tình trạng băng hoại và bất ổn liên tục, bởi vì họ không coi luật pháp ra cái gì, họ không coi lực lượng gìn giữ an ninh trật tự ra cái gì cả. Cứ có chuyện, chỉ cần có một cái biến động nhỏ thôi là nó kích động trở thành cuộc bạo động ngay. Đó là cái sự băng hoại đó quý vị nha. Tại sao Việt Cộng không dám dùng chữ yêu cầu đề nghị với Trung Cộng mà để ăn xin về anh? Với nước tư bản thì họ dùng chữ yêu cầu. Thì dùng chữ này á, nó gõ đầu làm sao? Dùng những cái chữ yêu cầu đề nghị nó gõ đầu làm sao? Cho nên á, ngôn ngữ với Trung Quốc lúc nào nó cũng phải mềm mại hết. Còn ngôn ngữ với khối Tây phương đó thì lúc nào nó cũng khoe khoang hết. Cái cách của Cộng sản là như vậy, bởi vì gốc của Cộng sản xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc mà. Do đó, quý vị đừng có hỏi tại sao. Nó đẻ ra từ Trung Quốc. Thì quý vị làm sao nó dám chống lại cái quê mẹ được nha. Rồi tiếp tục.
Indonesia từng có cộng sản nhưng tại sao họ triệt được? Bởi vì cái sự quyết tâm trong vấn đề tôn giáo. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Và cái tinh thần tôn giáo nó đi ngược với cái chủ thuyết cộng sản. Chính vì vậy mà phía Indonesia họ đưa vào luật luôn. Cộng sản được xem như là tội phạm. Do đó họ nhờ cái dứt khoát này cho nên họ triệt được cộng sản nha. Nếu Tổng thống Trump đắc cử năm 24 nội chiến không thành công tại vì MAGA sẽ nghĩ đang dân chủ đang giở trò. Tôi không nghĩ như vậy. Có điều việc dẫn tới nội chiến không phải là do ông Trump đắc cử. Việc dẫn tới nội chiến thất cử đó hả? Việc nội chiến là do phía của đám cấp tiến thúc đẩy những chương trình siết chặt cái quyền con người. Trong đó họ áp đặt những cái sản phẩm mà họ cho rằng là vi phạm môi trường, họ cấm luôn. Tức là cản trở cái quyền sử dụng các cái phương tiện sản phẩm ở ngoài xã hội. Thứ hai là họ sử dụng những công ty tư nhân để mà bóp chặt tiếng nói của người dân cũng như là kiểm duyệt cái quan điểm của người dân. Những hành động này nó mới dẫn tới nội chiến. Chứ không phải là do ông Trump thất cử. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Các bạn vào khá nhiều nha. Ok, ra lại chút xíu. Ra lại chút xíu để thấy cái comment của quý vị ở trên xuống chứ không thôi là mất hết tất cả những cái comment của quý vị. Rồi, theo bạn mấy tây sư đang lãnh đạo trong giáo hội trong nước như thế nào? Phải gọi là giáo hội quốc doanh. Đó là những tên cộng sản đội lốt thôi, chứ không phải là những nhà tu. Còn những nhà tu thật sự đó quý vị, họ không muốn liên hệ tới bất kỳ một cái tổ chức nào cả. Họ chỉ tập trung tu tập và họ sử dụng cái khả năng của họ để giúp cho những người dân xung quanh ở địa phương thôi. Còn những kẻ nằm trong cái giáo hội đó hầu hết là đảng viên. Do đó chúng ta gọi đó là giáo hội quốc doanh là như vậy nha. 5 năm nữa không còn công ty nào ở Việt Nam, chỉ còn công ty Trung Quốc thôi mà không ai tin. Thật sự quý vị, cho tới bây giờ toàn bộ nền kinh tế của ngoài Bắc đã bị khống chế bởi Trung Quốc. Bây giờ nó đang chuẩn bị nam tiến. Thì có vẻ vài năm nữa khi mà cộng sản bế tắc phát triển thì dần dần lệ thuộc vào Trung Quốc để duy trì quyền lực. Do đó thì cái hiện trạng mà nền kinh tế Việt Nam bị khống chế bởi Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ nó đã nuốt hết phân nửa rồi. Còn phân nửa còn lại thì tốn thêm vài năm nữa thôi. Cái đó là thực tế. Tại vì cộng sản cuối cùng sẽ ngã về Trung Quốc để duy trì quyền lực. Do đó toàn bộ nền kinh tế họ sẽ đẩy kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Nha. Rồi tiếp tục. Bộ phim Cạn Dầu quá hay, cảm động, con coi mà khóc, có đi coi lại ngồi khóc luôn. Hy vọng quý vị sẽ xem lại cuốn phim này. Đây là cuốn phim tôi dựng từ năm ngoái và nó báo động một cái thông điệp về một cái bộ môn văn hóa đang sắp sửa bị đào thải ngay tại Việt Nam và bây giờ chúng tôi đang tìm cách gìn giữ và truyền bá nó ở hải ngoại. Hy vọng quý vị sẽ xem lại cuốn phim này ở trên cái trang của tôi hay là cái trang của Phượng Mai Official nha. Rồi tiếp tục. Cựu binh cộng sản Việt Nam ở trong nước chạy xe ba gác với giấy số đầy rồi mới thấy tổ quốc ghi ơn chế độ cộng sản, nó nhân văn của chúng nó. Thật sự quý vị, tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần, ok, cộng sản đã lợi dụng cái sự nghèo đói của người dân để nắm quyền lực. Và khi họ nắm quyền lực bằng bạo lực thì quý vị, những kẻ nào mà bị đào thải thì sẽ là ra ngoài đường ở, từ bà mẹ Việt Nam anh hùng cho tới những cựu chiến binh. Thì bây giờ quý vị chỉ ngồi đó mà khóc thôi. Tại vì họ biết họ đã phục vụ sai chế độ. Họ phục vụ cho thiểu số cầm quyền chứ họ không phải là phục vụ cho người dân. Thì chuyện này nó xảy ra thường lắm quý vị ơi. Ở nhất là ở ngoài Bắc đó. Nhiều tay gọi là đóng góp cho đảng suốt mấy chục năm á, bây giờ căn nhà tranh còn không có ở chứ đừng nói tới nhà gạch nữa nha. Rồi Hun Sen cho dàn quân ở phía nam biên giới Việt Nam theo nhận định chủ quan thế nào? Chả có dàn quân gì cả, cùng lắm là ông ta đàn áp và các thành phần đối lập trong cuộc bầu cử sắp tới thôi. Và thứ hai nữa là gì? Ông ta bị đóng trương mục ở trên Facebook, bây giờ ông ta cấm cửa Facebook luôn. Ông ta chuyển qua Telegram. Thì bây giờ ông ta đang đối đầu với Facebook nhiều hơn.
và ông ta đang tìm cách gọi là đè lại cái hoạt động của các đảng đối lập cho mùa bầu cử. Đây là cái hành động ông ta thường làm mỗi mùa bầu cử tại Trung Quốc, tại Campuchia nha. Rồi tiếp tục à. Người Việt hải ngoại có biết nhiều sự nguy hiểm cho Việt Nam Cộng Hòa và gây nguy hiểm cho Việt Nam Cộng Hòa người di dân đến Mỹ không, là sao không hiểu luôn. Ok, em ở Sài Gòn hôm nay công an đến hốt đồ quân phục rằng ri mẹ của em bán vì lý do quần áo không có nguồn gốc, phải họ sợ vụ Đắk Lắk không? Đương nhiên sợ chứ. Thứ nhất là nó sợ vụ Đắk Lắk, thứ hai là biểu tượng của rằng ri, thật sự đó là cái quân phục của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nó sợ cái biểu tượng này. Đám trẻ sẽ thắc mắc, ủa tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại có quân phục giống như Mỹ, giống như Anh, giống như những quốc gia khác? Nó sẽ tìm hiểu về cái lịch sử, lúc đó nó sẽ tìm hiểu được sự thật của cộng sản như thế nào. Chính vì vậy mà bây giờ nó bắt đầu nó tìm cách là nó cấm rằng đi tùm lum hết nha. Rồi Việt Nam tương lai trở thành Venezuela nhiều hơn là Bắc Hà, nhiều hơn là xa hơn là Bắc Hàn. Lộ trình như vậy là không khác được. Thì tôi nói quý vị, cuối cùng cộng sản sẽ chọn là đứng về phía Trung Quốc để tiếp tục cai trị. Do đó quý vị đừng có nằm mơ là Venezuela hay Đài Loan gì cả. Chính quý vị ở trong nước là quý vị tự quyết định vận mạng của mình. Chúng tôi ở ngoài rồi, chúng tôi đã có đời sống ở đây và chúng tôi là công dân của nước này rồi, và thế hệ con cháu sau này của chúng tôi cũng giống như những di dân da trắng 200 năm trước. Thì quý vị coi như là chúng tôi chỉ giúp quý vị về mặt ý kiến, hoặc là một số những cái có một số những người sẽ hỗ trợ quý vị mặt tài chính thôi. Còn cái câu chuyện của quý vị phải tự giải quyết. Tức là quý vị muốn có một đời sống giống chúng tôi ở bên ngoài thì quý vị thay đổi chế độ của quý vị. Quý vị tự thay đổi lấy. Còn nếu không đủ can đảm thì chịu thôi. Quý vị sẽ giống như Venezuela, Bắc Hàn, thậm chí còn thê thảm hơn cả Bắc Hàn nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, nếu Hạ viện gì đây, FBI sở thuế điều tra gia đình Joe Biden, Obama, Hillary, Neo ăn hối lộ từ Trung Quốc thì có bị bắt đi tù không? Thứ nhất là bây giờ họ nhắm vào gia đình Joe Biden. Gia đình Joe Biden là gia đình tham nhũng. Còn Hillary với Obama thì tôi không biết, tại vì theo tôi biết thì họ không cần tham nhũng. Họ có những cái mối quan hệ riêng và họ kiếm tiền rất nhiều so với gia đình Joe Biden. Thì hiện nay thì có thể dẫn tới cuộc đàn hạch nếu chứng minh được cái số tiền 5 triệu Mỹ Kim mà công ty Burisma đã cáo buộc, và cái số tiền mà Hunter Biden đã mượn danh nghĩa cha của mình đòi hỏi một đối tác từ Trung Quốc. Nếu chứng minh được tất cả những thứ này trên sàn Hạ viện thì có thể sẽ đi tới cuộc đàn hạch với Joe Biden nha. Rồi tiếp tục à. Nếu Cuba cho Trung Quốc lập căn cứ quân sự ảnh hưởng tới nước Mỹ rồi, yes. Đó là cái thất bại của Joe Biden. Bây giờ đổ thừa qua là dưới thời Trump. Cái gì bây giờ nó cũng đổ thừa qua dưới thời Trump hết. Lần trước khinh khí cầu bay vào nước Mỹ, nó cũng nói là xuất hiện trước đó dưới thời Trump rồi. Bây giờ tới phiên Cuba đặt cái trạm gián điệp ở tại Cuba thì nó cũng đổ thừa là đã từng có dưới thời Trump. Thật sự quý vị, nó có dưới thời Obama. Và nó có dưới thời Joe Biden thì đúng hơn. Là bởi vì sao? Quý vị, đó là quý vị, đó là lý do tại sao mà di dân ở Trung Mỹ và Nam Mỹ tràn vào Mỹ nhiều. Quý vị, đây là một phần cái ẩn ý của Trung Quốc, là tại vì họ muốn truyền bá cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản vào lãnh thổ của Hoa Kỳ thông qua những người ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trạm gián điệp, nói là trạm gián điệp, thực ra nó là một trạm tẩy não. Nó làm cho người dân Trung Mỹ và Nam Mỹ suy nghĩ theo cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta có sự nguy hiểm là cái cộng đồng Latino thì càng ngày càng trưởng thành, càng mạnh. Nhưng cái thành phần mà đi theo cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản đó, nó cũng len lỏi rất nhiều vào cộng đồng Latino. Chính vì vậy, nó đang đe dọa nguy hiểm trực tiếp tới an ninh quốc phòng của nước Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Nếu cuộc dùng pháp lý mà vẫn không loại được Tổng thống Trump ra khỏi cuộc tranh cử 24 thì đám cực tả có đi cách làm nguy hại tính mạng của ông Trump và gia đình không anh? Thứ nhất là bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng
Giống như tôi nói là muốn làm không phải dễ. Muốn làm không phải dễ. Họ đã từng làm rất nhiều lần nhưng thất bại hết. Từ thời tổng thống Ronald Reagan tới bây giờ. Họ muốn làm lắm nhưng mà thất bại, tại vì cái mạng lưới bảo vệ cho các đời tổng thống rất chắc chắn. Cái mạng lưới mật vụ mà bảo vệ cho các đời tổng thống đó, không ai làm được gì cả. Không ai làm được gì cả. Càng lúc thì cơ quan mật vụ càng giám sát chặt chẽ. Và thứ hai là CIA mất dần quyền lực. Gần như CIA bây giờ là thất thủ rồi. Quyền lực của họ ở nước Mỹ không còn nữa. Họ bị giám sát tới mức mà bây giờ họ không dám hoạt động bên ngoài. Toàn là đi mua tin của đối tác không. Tại vì luật lệ trói buộc họ rất nhiều. Do đó, những cái suy diễn của quý vị đó có thể, nhưng mà tôi nói là cái phần trăm rất ít, chưa tới 1% nha. Rồi tiếp tục. Nếu ông Trump hết nhiệm kỳ tổng thống 24, anh nghĩ DeSantis tiếp theo không? Vì ông Trump sẽ ủng hộ, chưa biết được. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều là cái chữ nếu thôi. Tại vì Ron DeSantis còn khá trẻ. Ông ta vẫn còn nhiều cơ hội để trở thành tổng thống Mỹ. Không cần thiết phải lần này. Mà lần này ông đã thất bại rồi đó. Ông tuyên bố ra tranh cử mà bây giờ cái mức điểm của ông bị ông Trump gạt gấp đôi. Mà bây giờ chỉ còn có vài tháng nữa là tới bầu cử sơ bộ rồi. Làm sao rút ngắn khoảng cách đây? Và tất cả chủ trương của ông đều được xem là chủ trương của MAGA. Do đó, Ron DeSantis còn khá trẻ. Ông ta còn nhiều cơ hội. Giờ phút này là ông ta phải tập trung vào tiểu bang Florida để gọi là coi nó là một cái biểu tượng của một restack và chống lại cái tư tưởng gọi là xã hội chủ nghĩa và cộng sản đang xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ, chặn đứng những tư tưởng khuynh tả và cấp tiến nha. Rồi tiếp tục. Wow. Các bạn vào khá nhiều nha. Ok. Tối cao pháp viện đưa ra hai phán quyết, mình thấy cảm ơn rất đúng, rất vui, nhưng sao tòa vụ tổng thống Trump vẫn thấy lo. Thì quý vị, tôi đã chứng minh cho quý vị thấy, và tôi đã từng nói rất nhiều lần, nhiều quý vị lên đây còn chửi bới tùm lum hết. Quý vị thấy ba cái phán quyết chứ không phải hai phán quyết. Cái phán quyết thứ nhất là liên quan tới vấn đề phá thai trước đây. Cái phán quyết thứ hai là xóa bỏ luôn cái việc mà gọi là xóa nợ của Joe Biden là vi phạm cái hiến pháp. Và cái phán quyết thứ ba là cho phép tất cả những thiết kế sư và những người designer là có quyền từ chối phục vụ cho hôn nhân đồng tính. Họ có niềm tin tôn giáo của họ, họ có quyền từ chối công việc này. Thì quý vị, ba phán quyết này đưa ra đều là 6-3 hết. Đều là 6-3 hết. Thì quý vị thấy rồi, tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, có thể quý vị đặt câu hỏi liên quan tới cuộc bầu cử. Nhưng mà tôi nói rằng là tối cao pháp viện, nhiệm vụ của họ là bảo vệ hiến pháp. Họ dựa trên hiến pháp để đưa ra phán quyết. Chính vì vậy tôi mới nói với quý vị là đó là cái cơ chế tối cao nhất của nước Mỹ rồi. Bây giờ hành pháp, lập pháp và tư pháp, nhưng cuối cùng kiện tụng đi đâu? Thì cũng lên tới tối cao pháp viện thôi. Tổng thống có kiện tụng với người khác hay là người khác kiện tổng thống thì cuối cùng cũng tới tối cao pháp viện. Lập pháp đưa ra mà không đúng hiến pháp thì tối cao pháp viện cũng bác bỏ. Hành pháp đưa luật ký xác lệnh mà không phù hợp với tôi với lại hiến pháp thì cũng bị bác bỏ bởi tối cao pháp viện. Do đó, tôi vẫn coi tối cao pháp viện là cái chỗ cao nhất và họ đưa ra cái quyết định dựa trên hiến pháp. Nhiều người thì bị tức giận vì cái vụ năm 20 thì cứ ngồi đó mà chửi tối cao pháp viện. Thì tôi đã nói quý vị còn rất nhiều những cái quyết định mà tối cao pháp viện sẽ lật đổ tất cả những cái phán quyết trước đây. Trước đây dưới thời Obama, ông John Roberts là một người bảo thủ nhưng mà ông turn qua phía của cấp tiến, cho nên đã thông qua một số những cái thông qua những cái tu chính. Bây giờ đó quý vị, nó là 6-3. Bây giờ John Roberts mà có nghiêng về phía của cấp tiến thì vẫn là 5-4. Do đó John Roberts bây giờ lại ngã về phía bảo thủ lại. Và một trong những phán quyết đó là John Roberts quyết định. Tức là cái việc xóa nợ. Tại vì xóa nợ cho sinh viên
nó ảnh hưởng tới ngân sách, mà ngân sách do Hạ viện quyết định, tức là hành pháp phải đi theo cái việc gọi là sự chấp thuận của bên lập pháp, tại vì Hạ viện là nơi quyết định ngân sách. Xóa nợ 400 tỷ thì nó ảnh hưởng tới ngân sách chứ. Do đó phía tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết là cái việc xóa nợ này vi hiến, là bởi vì nó không được thông báo cho Quốc hội và không được sự đồng ý của Quốc hội. Đó là hiến pháp. Tất cả những cái gì mà đụng tới tài chánh đều nằm dưới quyền của Hạ viện, tức là phải được sự chấp thuận của Hạ viện. Còn nếu mà anh đưa ra sắc lệnh hành pháp mà không có liên can tới ngân sách thì có thể là bên hành pháp có toàn quyền, có toàn quyền, nhưng mà đụng tới ngân sách một đồng là đụng tới Hạ viện. Họ đưa ra phán quyết rất là hợp lý nha. Rồi tiếp tục. Nếu như Nga và Trung Quốc xây dựng tổ hợp công trình phục vụ cho mục đích gián điệp và quân sự ở Cuba, Hoa Kỳ có mở cuộc tấn công vào Cuba không chú? Chưa biết được. Dưới thời Joe Biden thì không có, nhưng dưới thời tổng thống khác thì có thể. Quý vị nên nhớ, Obama đã xóa bỏ cái rào cản để kết nối lại với Cuba. Tới thời ông Trump, ông đạp ra liền tại chỗ. Thì bây giờ tới thời của Biden đang muốn xích lại với Cuba nữa, y chang như Obama. Thì bây giờ tới đời tổng thống kế tiếp, họ lại đạp ra. Và họ sẽ cứng rắn hơn, tại vì phía bảo thủ Cộng hòa vẫn cứng rắn với Cuba. Ok. Rồi, lướt qua một, ông Trump sẽ không ủng hộ DeSantis vì DeSantis đã tỏ thái độ không trung thành. No, tôi không nghĩ như vậy. Tại vì bây giờ đang tranh cử, bất kỳ ai bên đảng Cộng hòa cũng có thể ra tranh cử. Không thể coi người đi ra tranh cử với mình là kẻ phản mình hay không trung thành với mình. Ông Ron DeSantis mắc mớ gì phải trung thành với ông Trump? Ông đồng ý, ông là người đi theo khuynh hướng của ông Trump, nhưng chưa chắc ông là fan của ông Trump. Do đó, cái việc tranh cử trước mắt thì Ron DeSantis đã có những cái chủ trương khác với ông Trump một chút, nhưng mà họ vẫn cạnh tranh. Và sau khi mà ông Trump kết thúc cái nhiệm kỳ 2, nếu mà ông thắng cử, thì có thể ông sẽ đề cử Ron DeSantis hoặc người khác. Chưa biết được. Nhưng mà nếu mà nói là Ron DeSantis không trung thành với ông Trump thì không đúng. Tại sao phải trung thành với một cá nhân? Ở Mỹ này đâu có chuyện mà trung thành với một cá nhân. Nó là sự chung thủy. Ví dụ tôi ủng hộ cho ông Trump nè. Cho tới giờ phút này cái channel của tôi vẫn chung thủy với ổng. Tức là tôi vẫn ủng hộ cho cái chủ trương của ông Trump. Nhưng mà tôi không sùng bái cá nhân. Cái ngôn ngữ của vị giống như là ông Trump là một thánh. Không có đúng. Ông là một người bình thường và ông có cái chủ trương mình thấy là nó đứng đắn. Nó tái tạo cho nước Mỹ có được cái thế mạnh. Và nó giúp cho dân Mỹ có được sự thịnh vượng. Thì mình thích cái chủ trương này, mình ủng hộ cho cái chủ trương này của ông Trump. Chứ không phải là sùng bái cái cá tánh cá nhân. Ok. Rồi. 2 triệu người Việt Nam ở hải ngoại đừng gửi tiền về Quốc hội Hoa Kỳ mạnh mẽ cấm vận. Em nghĩ người dân sẽ có cuộc hướng đi mạnh mẽ hơn. No. Ở ngoài Việt Nam có tới gần 6 triệu chứ không phải 4 triệu. 4 triệu rưỡi, bây giờ 6 triệu rồi. Ở hải ngoại này, quý vị, chúng ta có phân nửa thôi. Những người Việt ở hải ngoại có cần phân nửa số tiền, phân nửa thôi. Phân nửa còn lại là những kẻ xuất khẩu lao động. Quý vị làm sao những kẻ xuất khẩu lao động mà không gửi tiền về đây? Tại vì người Việt ở hải ngoại cao lắm chờ khoảng 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu thôi. Tức là phân nửa trong tổng số người Việt ở bên ngoài Việt Nam. Bây giờ người Việt hải ngoại mà ngưng gửi tiền đi nữa, thì cái đám xuất khẩu lao động nó lại bơm tiền về. Bất kể tiền đó là nó buôn ma túy, buôn gái, hay là buôn vũ khí, buôn thuốc lá lậu, nó vẫn bơm tiền hàng tháng về Việt Nam đó. Thì Cộng sản vẫn sống được, tại vì Cộng sản một trong những cái ngành kinh tế xương sống là xuất khẩu lao động mà. Thì quý vị thấy rồi đó, nha. Rồi, tiếp tục. Nếu một chế độ bị người dân giật sập, tình hình hỗn loạn, tất cả mọi thứ, lúc đó quốc tế can thiệp giúp đỡ chuyện gì hay không, hay đứng ở ngoài xem? No, nếu như mà có một cái cuộc gọi là thay đổi chế độ,
mà cần sự can thiệp của Liên Hợp Quốc để mà gìn giữ trật tự trong khoảng thời gian tổ chức bầu cử, thì Liên Hợp Quốc sẽ can thiệp nếu có sự yêu cầu từ bên ngoài. Ngay cả quý vị thấy bây giờ đó, ở Haiti không, đang có sự bạo loạn của băng đảng đó, thì bây giờ Liên Hợp Quốc đang kêu gọi là phải đưa lực lượng quân sự vào trong đó để mà gìn giữ an ninh trật tự. Thì cái này nó còn cần có cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì họ có thể đưa lực lượng gọi là gìn giữ hòa bình tới đó để mà bảo đảm an ninh trật tự trong lúc mà quốc gia đó tổ chức lại một cuộc bầu cử và tổ chức lại chính phủ của họ. Nếu như một chế độ đã bị giật sập đổ và nó đi đến tình trạng hỗn loạn, thì Liên Hiệp Quốc sẽ đưa lực lượng của họ, họ sẽ bỏ phiếu và đưa lực lượng của họ vào gìn giữ hòa bình tại đây nha. Người Hồng Kông đứng lên nhưng có thay đổi được gì đâu? Chưa chắc. Bây giờ chưa thay đổi được là do cái tình trạng chính quyền yếu kém của Biden thôi. Nhưng mà nếu chính quyền của Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn thì sẽ có hành động khác biệt, nhưng mà ít nhất người dân Hồng Kông họ dám ra đường tranh đấu. Đừng nghĩ rằng là bế tắc thì sẽ không tranh đấu được. Cuộc tranh đấu đâu phải chỉ có một vài năm. Cuộc tranh đấu đôi khi nó kéo dài cả một đời người. Người Hồng Kông vẫn tiếp tục. Quý vị nghĩ sao? Ông Jimmy Lai. Ok quý vị. Ổng là tỷ phú đó. Ổng là tỷ phú đó. 72 tuổi rồi. Ổng có thể an nhàn với lại cái số tài sản ổng có mà. Tại sao ổng phải xuống đường tranh đấu? Ổng đâu phải thuộc dạng dân nghèo khó đâu. Tại sao ổng phải xuống đường ổng tranh đấu để rồi bây giờ ổng chuẩn bị đối diện với án tù chung thân? Quý vị nghĩ đi. Họ có suy nghĩ, họ họ biết được cái đường dài cho con cháu của họ và cho những thế hệ sau làm sao phát triển. Ngồi đó mà nói là ơi Hồng Kông cũng chả làm được cái gì thì mình chả làm được cái gì hết, thì suốt đời đi làm nô lệ. Bây giờ nói rằng dân nghèo mới là chống lại chế độ, no, người giàu cũng chống. Khi cái chế độ đó mình cảm thấy nó không tốt và nó có cái khuynh hướng đàn áp nhiều. Quý vị nghĩ ông Jimmy Lai, ổng là người sáng lập của Apple Daily, ổng là một tỷ phú, ổng 72 tuổi rồi, ổng có thể an hạ hưởng già với số tiền tài sản đó mà. Tại sao ổng phải xuống đường với đám trẻ mười mấy 20 tuổi đầu? Thì quý vị, câu hỏi là câu trả lời. Câu hỏi là câu trả lời. Trẻ nhất là gì? Josh Wong. Già nhất là Jimmy Lai đó. Họ đều xuống đường hết. Thì quý vị cho thấy trình độ dân trí của Hồng Kông nó cao. Còn cái người mới đặt câu hỏi này, trình độ tới đó thôi. Trình độ tới đó thôi. Chỉ biết so sánh, Hồng Kông không xong thì mình không xong. Ủa, Nelson Mandela trước khi trở thành Tổng thống Nam Phi, 27 năm tù. Kim Da Chong, Kim Đại Trọng của Nam Hàn đó, trước khi trở thành Tổng thống năm 96, cũng 26 năm tù. Họ trả giá để thay đổi xã hội. Đó gọi là tranh đấu đó. Ngồi đó mà cứ nhát nói là Hồng Kông không làm được gì thì mình không làm được gì. Cái đó là cái lối suy nghĩ gọi là gì? Bị tẩy não đó nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Mỹ đánh Trung Quốc, hạm đội 7 có đủ lực lượng hay không, hay cùng hạm đội khác phối hợp đánh? Chưa biết được. Tùy theo cái khả năng của Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ có tới 2 triệu quân lận. Cả một nước Trung Quốc có trên 2 triệu quân. Hạm đội, để tới hạm đội thì họ chỉ là một cái hạm đội thôi. Thì nó chia ra rất là nhiều, đệ ngũ hạm đội đóng ở Trung Đông, đệ thất hạm đội đóng ở Thái Bình Dương. Thì có thể họ sẽ huy động những hạm đội khác đến hỗ trợ nếu như mà có cái tình trạng gọi là ngoài tầm kiểm soát. Chưa biết được. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Tối cao pháp viện là bảo vệ hiến pháp nhưng tại là 63 không phải là 90 vậy anh Phong. Đơn giản thôi, bởi vì trong đó có ba quan tòa cấp tiến họ cho rằng là phù hợp với hiến pháp. 6 người còn lại cho rằng những cái điều đó không phù hợp với hiến pháp. Do đó, cái cơ quan của tối cao pháp viện là như vậy. Lúc nào cũng có số phiếu gọi là đối lập nhau. Và điều này là điều mà đảng Dân Chủ nó rất là bực mình.
nó đòi tăng cái số lượng lên là 13 người đó để nó chiếm quyền đa số đó. Tại vì cái tình hình này đó quý vị, bây giờ sắp năm tới là ông Alito hay là ông Thomas, một trong hai ông đó sẽ về hưu, thì đám dân chủ đang tìm cách lấy lại một ghế. Họ muốn ổng về hưu sớm hơn nữa để Joe Biden bổ nhiệm. Nhưng mà tôi biết là những vị quan tòa này dự tính về hưu thôi. Nhưng mà nếu như họ về hưu vào trong cái đời của ông tổng thống kế tiếp đó, thì quý vị, đảng Dân Chủ lại phải tốn thêm mấy chục năm chờ đợi nữa. Tại vì lấy được một ghế rất là khó khăn, trừ khi người đó chết hoặc từ chức hoặc về hưu. Chứ cái chức mà chánh án trong tối cao pháp viện là vĩnh viễn, là vĩnh viễn luôn. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là đảng Dân Chủ rất tức, tại vì tất cả mọi thứ đều quyết định ở tối cao pháp viện, và tối cao viện là họ dựa trên hiến pháp để đưa ra phán quyết. Ok, rồi tiếp tục. Ok, anh Phong và Quy có qua Đà Nẵng 10 tháng 10 không anh ơi? Rất mong gặp được hai anh. Tôi chưa biết, tại vì tháng 10 tôi dự tính là cái birthday của vợ tôi, thì tôi sẽ đưa bà xã tôi tới Đài Loan trước, tới Hawaii trước chứ, xin lỗi quý vị, tới Hawaii trước. Thì có thể từ Hawaii nếu mà hứng thì bay tới Đài Loan luôn. Còn nếu không thì thôi. Thì chính ra tháng 10 là tôi dự tính là sẽ bay tới Hawaii. Và từ Hawaii có thể là tôi sẽ bay tới Okinawa. Thì đang dự tính thôi, chưa biết được nha. Rồi, ok, mong sao tối cao pháp viện giải quyết mọi việc sáng suốt đúng theo hiến pháp, mọi người thỏa mãn. Thật sự quý vị, người dân Mỹ xưa nay họ sống là dựa trên bản hiến pháp, không phải trên luật. Luật pháp được ban hành để mà điều hành xã hội, nhưng người dân không dựa trên luật nhiều, họ dựa trên bản hiến pháp nhiều hơn. Bản hiến pháp được xem là cái kim chỉ nam và là cái công cụ bảo vệ cho người dân. Do đó, người dân sống dựa vào hiến pháp nhiều. Có những tiểu bang ra luật lệ đi ngược với hiến pháp là ngay lập tức bị bãi bỏ nếu người dân kiện lên tối cao pháp viện. Thì quý vị thấy cái câu chuyện mà vừa rồi ở tối cao pháp viện đó, là cái cô đó là web designer, tức là cổ là một thiết kế sư những trang web, mà cổ là người có niềm tin tôn giáo. Cổ từ chối và cổ không đồng ý thiết kế bất kỳ một cái trang web wedding, tức là về hôn nhân nào hay đám cưới nào cho giới hôn nhân đồng tính. Thì quý vị, bây giờ lên tối cao pháp viện thì cổ có cái quyền hiến định về tu chính án số 1, trong đó là tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Thì quý vị, do đó không thể áp đặt cổ được. Và trước đây tôi nhớ năm 2014 có một ký luật sự từ chối không ký vào trong cái hôn thú và không làm hôn thú cho cho những người đồng tính, thì bà đã bị bắt vào tù quý vị. Bà ký luật sự này đã bị bắt vào tù, nhưng mà rồi cuối cùng thì thế nào, bà có quyền, tại vì bà là ký luật sự, bà là clerk, bà là người có toàn quyền ký hôn thú đó. Bà nói no, cái này đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của tôi không ký. Thì cái việc cái hiến pháp nó đặc biệt ở chỗ là nó bảo vệ cho cái quyền của người dân, cái quyền tự do của người dân. Cái gì được ghi vào hiến pháp thì được bảo vệ. Quý vị nhớ trước đó là cái quyền phá thai của phụ nữ được ghi vào hiến pháp. Nhưng mà sau khi năm ngoái thì vừa rồi đó thì tối cao pháp viện đã lật đổ cái phán quyết này. Họ nói rằng no, quyền của mọi người đầy đủ, nhưng quyền ra đời của phụ nữ thì cũng phải, quyền phá thai của phụ nữ thì cũng phải có quyền của các bào thai mới ra đời hoặc là chuẩn bị ra đời. Do đó họ nói cái này không nằm trong hiến pháp. Họ trả cái luật này về cho các tiểu bang, mỗi một tiểu bang tự quyết định là họ cấm phá thai hay ủng hộ phá thai vì nó không nằm trong hiến pháp. Nhưng mà dưới thời của Obama nó đã được nhét vào trong hiến pháp theo giải thích. Lúc đó John Roberts đã đứng về phía của nhóm cấp tiến là 5-4, bên cấp tiến được 5 phiếu, bên bảo thủ được 4 phiếu, cho nên nó quyết định cái việc phá thai nằm trong cái hiến pháp và nó nằm trong cái vụ kiện của năm 1973, Roe v. Wade.
Thì quý vị, bây giờ thì họ định nghĩa lại rõ ràng, họ lấy ra. Thì quý vị, do đó nó là cái hiến pháp, là cái nơi mà người dân sống dựa vào cái hiến pháp. Hiến pháp là cái công cụ bảo vệ cho người dân nha. Rồi tiếp tục. Ok, ở Nam Hàn, nghề tổng thống được mệnh danh là nghề nguy hiểm nhất thế giới. Hầu hết đời ta các đời tổng thống đều điềm lạ, mệnh hệ không hạ cánh an toàn, thậm chí tự vẫn. Chưa biết được, tại vì Nam Hàn chuyển đổi từ một xã hội quân phiệt qua một xã hội dân chủ năm 1996. Lúc đó coi như là ông Kim Da Chung đã trở thành nhân vật đối lập đầu tiên để trở thành tổng thống dân cử của Nam Hàn. Trước đó thì gần như Nam Hàn là một chế độ quân phiệt. Thì để trả giá này, ông Kim Da Chung đã phải ở tù, đi ra vào tù hết hai mươi mấy năm. Thì quý vị, rồi bây giờ nó chuyển qua, thì khi mà chuyển đổi qua thì có những cái luật lệ chưa rõ ràng, và cái có những cái điều chỉnh về mặt gọi là hiến pháp chưa được rõ ràng. Do đó đôi lúc có những tổng thống vi phạm những cái điều đó và họ bị kết án. Từ từ họ sẽ tu chính lại, từ từ họ sẽ tu chính lại để tạo ra một cái hệ thống nó minh bạch rõ ràng, và nó bảo đảm cho các phía hơn, phía đối lập cũng như là phía nắm quyền. Thì quý vị, đó là cái mà tôi đã nói, là khi chuyển đổi qua từ ở một cái xã hội quân phiệt qua dân chủ đó, thì đôi lúc nó sẽ bị trở ngại về hiến pháp và trở ngại về luật pháp. Có thể quyết định ông tổng thống lúc đó đúng với tinh thần của cái luật, nhưng mà mấy năm sau đó họ dựa lại cái hiến pháp của họ, nó no, không đúng, họ truy tố và ông tổng thống có thể ở tù nha. Rồi ok, có phải dân Đài Loan sợ đảng Dân Chủ cấp tiến là lạm quyền không chọn ông Lai mà Trung Quốc, Trung Hoa Quốc dân đảng, thì thân cộng sản cuối cùng họ chọn một đảng trung tả? Tôi chưa biết được, nhưng mà giống như tôi nói là ở những xã hội dân chủ, người ta không để cho một đảng cầm quyền quá lâu, nó sẽ sanh ra tiêu cực. Và điều này đã xảy ra tại Âu Châu, điều này đã xảy ra tại Pháp, điều này đã xảy ra ở tại Tây Ban Nha, tại Na Uy, tức là đảng cấp tiến liên tục thay phiên lên cầm quyền. Nó đã tạo ra một cái xã hội băng hoại. Do đó, những người ở Đài Loan hay là ở Mỹ, họ không có cái khuynh hướng này. Mặc dù họ biết cái đảng điều hành đang tốt đó, nhưng họ vẫn thay đổi đảng cầm quyền để tránh tình trạng tiêu cực. Để tránh tình trạng tiêu cực. Do đó, quý vị, một đảng cầm quyền lâu năm thì sẽ có nhiều tiêu cực. Chính vì vậy mà dân Đài Loan có thể họ ngưỡng mộ đảng Dân Chủ cấp tiến của bà Thái Anh Văn đó. Nhưng mà họ phải chọn cái đảng đối lập để tránh tình trạng đảng của bà sẽ có những cái tiêu cực, và đã có. Nhưng vừa rồi có một số thành viên ở trong đảng Dân Chủ cấp tiến đã phải từ chức về tham nhũng và về lạm dụng tình dục. Thì quý vị thấy đó, thì cái đó là cái điều tốt của một xã hội dân chủ, được quản trị theo lối dân chủ, tức là người dân thay đổi liên tục để tránh tình trạng tiêu cực nha. Rồi tiếp tục. Nga xảy ra cuộc đảo chánh cũng là bài học cho ông Tập. Theo anh Phong, thế lực ngầm của Trung Cộng có khả năng đảo chánh không? Thứ nhất, nó không phải là đảo chánh, nó không phải là một cái club, nó chỉ là một cuộc binh biến, một cuộc nổi loạn thôi, nhắm vào Bộ Quốc phòng thôi, chứ không phải là cuộc đảo chánh cướp quyền lực của Putin. Nhưng cái hành động binh biến này có thể uy hiếp tới quyền lực của Putin. Còn cái, nhưng mà cái câu chuyện này thì nó đang gây lo sợ cho Tập Cận Bình, bởi vì ông ta vẫn chưa nắm quyền 100% trong giới quân sự. Tức là Li Shanfu là Bộ trưởng Quốc phòng lại thuộc phe Diều Hâu, muốn ông ta tấn công đảo quốc Đài Loan và chiếm toàn bộ đảo quốc Đài Loan. Do đó Tập Cận Bình cũng e ngại là nếu như mà ông ta không đưa ra những cái chính sách kịp thời để đáp ứng cái đòi hỏi của phe đối lập, không phải phe đối lập mà phe Diều Hâu thì đúng hơn, thì có thể sẽ dẫn tới một cuộc binh biến tương tự như Nga, chứ không phải là cuộc đảo chánh nha. Rồi, hiến pháp Mỹ hằng hoàn hảo có nước nào trên thế giới có copy hiến pháp Mỹ sai không anh? Thật sự quý vị, có hai quốc gia đứng đầu thế giới. Một quốc gia thì không có hiến pháp, một quốc gia thì dân sống dựa trên hiến pháp. Cái quốc gia mà không có hiến pháp chính là nước Anh đó.
Nước Anh là quốc gia điều hành không hề có hiến pháp, nhưng mà họ vẫn thúc đẩy cái xã hội Anh rất là tốt. Và đảng bảo thủ của Anh cầm quyền suốt mấy mấy chục năm nay, quý vị thấy rồi đó. Mặc dù là họ có nhiều cơn khủng hoảng, nhưng cuối cùng đảng bảo thủ vẫn cầm quyền. Thì cái xã hội Anh nó không có bị nhiễu nhương giống như xã hội của Đức hay Pháp. Nó không có bị nhiễu nhương. Xã hội Pháp quá nhiễu nhương. Đó quý vị thấy đó, quý vị cứ so sánh Âu Châu là quý vị thấy. Và Anh cũng có những cái luật đi vào dân quyền đó. Ví dụ như là ở Pháp mà quý vị là di dân bất hợp pháp, quý vị có thể bị trục xuất. Nhưng mà di dân bất hợp pháp mà đặt chân lên là lãnh thổ Anh á, họ vẫn là di dân bất hợp pháp, nhưng Anh lại không có quyền trục xuất họ. Chính vì vậy, có nhiều di dân đến những nước Tây Âu rồi, họ vẫn tìm cách đi qua nước Anh là như vậy. Tại sao họ không ở lại nước Pháp, nước Đức nó thoải mái hơn, mà họ phải chạy qua Anh? Thứ nhất là về cái luật di trú. Thứ hai, cái xã hội bảo đảng bảo thủ quản trị nó tốt hơn là đảng cấp tiến. Người ta thấy thích hợp hơn. Do đó, nhiều người đào thoát tới Anh bằng mọi giá. Ok. Rồi, tiếp tục. Cố phu nhân bà Nguyễn Thị Mai Anh là ta ta có ý gì vậy chú ông? Chữ ta ta là tiếng Pháp, tức là một người gì? Tiếng đó là tiếng Pháp thôi, tại cái đó là ngôn ngữ, thì tiếng đó là tiếng Pháp nha. Người dân Iran biểu tình vụ cô gái đeo khẩu trang thấy biểu tình không giải quyết được ở nước độc tài. Tôi đã nói quý vị, đối với những nước mà nó chiếm quyền bằng bạo lực thì không bao giờ có cái cuộc biểu tình nào mà gọi là ôn hòa mà thành công cả. Iran đã chiếm quyền từ năm 1979, lật đổ chế độ hoàng gia của Iran bằng bạo lực. Thì quý vị, họ cai trị bằng bạo lực thì chắc chắn rằng là sẽ không có cái kiểu mà biểu tình bất bạo động mà lật đổ được chế độ bạo lực hết. Phải nhớ điều đó nha. Rồi, cảm ơn Joseph Nguyễn đóng góp 20 Mỹ Kim. Và lướt qua. Tại gia sao không gọi là chống đối mà gọi là nổi loạn mà gọi là binh biến? Khó hiểu. Binh biến là tại vì đây là một cái xung đột quân sự giữa phe lính đánh thuê và Bộ Quốc phòng Nga, cho nên chúng ta dùng chữ binh biến nó đúng hơn. Còn dùng chữ gọi là nổi loạn thì chưa đúng. Nổi loạn tức là nó liên can tới xã hội dân sự, tức là những cái bất ổn từ xã hội hay là những cái bất mãn từ xã hội thì nó gọi là cuộc nổi loạn hay cuộc nổi dậy. Còn cái này là cuộc binh biến, là sự xung đột bất đồng giữa phe của Bộ Quốc phòng và lực lượng lính đánh thuê. Do đó chúng ta gọi chữ binh biến là như vậy nha. Có phải toàn cầu hóa nên mới xảy ra xung đột giữa Hồi giáo và xã hội hiện đại Tây phương không anh Phong? Tôi cũng không biết, nhưng mà toàn cầu hóa là cái tư tưởng và cái ý thức hệ của phe cấp tiến. Thì phe cấp tiến thúc đẩy cái này và nó đã đi ngược lại với một số những quốc gia mà họ sử dụng tôn giáo làm cái thước đo trong xã hội. Do đó, sự xung đột giữa những người đi theo Hồi giáo, thậm chí là chính thống giáo và Do Thái giáo nữa, họ không đồng ý với cái tư tưởng cấp tiến này. Không phải chỉ có phe Hồi giáo không đâu, mà ngay cả chính thống giáo hay là Do Thái giáo, họ cũng không có đồng ý cái khuynh hướng cấp tiến. Do đó, thì cái toàn cầu hóa nó đã tạo ra cái sự xung đột nhiều, chứ không riêng về Hồi giáo đâu nha. Rồi, nếu Trung Cộng đánh Đài Loan thì đất nước Trung Quốc sẽ chia 5 xẻ 7, em mong điều đó xảy ra. Thì tôi đã nói quý vị, tôi dự đoán là Trung Quốc sẽ bắt buộc đi vào cái tình hình gọi là phân ra từng nước nhỏ. Bởi vì họ đè xuống tất cả những sự khác biệt văn hóa, khác biệt lịch sử, tôn giáo bằng bạo lực. Nó không giải quyết bằng đối thoại để đi tới sự cảm thông. Thì cuối cùng nó sẽ bùng nổ. Nó khác với xã hội Hoa Kỳ. Xã hội Hoa Kỳ là một xã hội đa sắc tộc và đa tôn giáo, đáng lý xung đột nhiều hơn. Nhưng bởi vì người ta đưa ra và người ta thảo luận và người ta tôn trọng từng cái cộng đồng. Do đó, nó có một cái sự gọi là bình đẳng là như vậy. Còn ở cái xã hội của Trung Quốc thì Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị, nó sử dụng bạo lực đè lại tất cả những sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và địa phương. Do đó,
những cái sự xung đột ngầm đó nó vẫn vậy, nó vẫn xảy ra, nó vẫn ngấm ngầm và nó chưa tới lúc bùng phát thôi, bởi vì nó bị đè lại bằng bạo lực, nó không thuyết phục được, rồi tới một ngày nó sẽ bùng phát. Do đó tôi mới dự đoán là Trung Quốc sẽ bị chia năm xẻ bảy là như vậy nha. Trung Quốc phải có một cuộc chiến, nhưng không phải Đài Loan, mà Việt Nam, như Quốc Huy nói, nổ. Cộng sản Trung Quốc không cần tấn công Việt Nam. Tôi nói rồi, Trung Quốc cần cuộc chiến, một là biên giới Ấn Độ, hai là đảo quốc Đài Loan. Đó là hai điểm chính. Cộng sản Việt Nam Trung Quốc không cần. Bởi vì tại sao tôi phải tốn xương máu để mà tấn công một kẻ nó luôn nghe lời của tôi? Tôi muốn cái gì nó chiều cái đó, thì tại sao tôi phải tấn công nó? Cả gia đình, vợ con cái của nó nằm trong quyền sinh sát của tôi hết rồi, thì tại sao tôi phải tấn công? Ok rồi à. Người họ nhập cư bất hợp pháp có chính sách nào cấp thẻ xanh cho họ không? Biden thì đang làm đó. Biden đang dọn đường cho ít nhất là 8 triệu người bất hợp pháp có lộ trình có thẻ xanh và nhập quốc tịch. Nhưng mà điều này nó đang gây ra tranh cãi, chưa biết được. Nó đang gây ra tranh cãi bởi vì những người mà bảo lãnh gia đình chờ đợi mười mấy năm, còn những kẻ xông vào lãnh thổ một cách bất hợp pháp thì lại có thẻ xanh. Do đó bây giờ nó đang trong vòng tranh cãi. Đám Biden thì muốn, nhưng mà phe Cộng hòa không muốn. Do đó nó vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi nha. Rồi à, sắp tới ông Trọng sang Hoa Kỳ theo lời mời Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trọng xoay chiều không anh? Thứ nhất là cái lời mời này cũng giống như cái trường hợp của ông Kishida, tức là cộng sản chủ đích mời, yêu cầu phía Hoa Kỳ cho ông Trọng qua và mong rằng ông Trọng sẽ gửi đến Mỹ, thì Mỹ sẽ gửi một cái thiệp mời, tại vì Biden sẽ không tới Việt Nam, do đó thì Nguyễn Phú Trọng phải đích thân bay qua Mỹ. Thì quý vị, cái việc đó là Tổng thống Mỹ mời, chẳng qua là trò xã giao. Có điều là lần này Joe Biden sẽ không để cho Nguyễn Phú Trọng có cái cơ hội mua thêm thời gian nữa. Một cái thông điệp rất rõ ràng, anh cứ việc đi theo phía nào tùy anh, nhưng nếu anh chọn mà đi cái kiểu bây giờ thì chúng tôi sẽ giảm tất cả những cái quan hệ, và chúng tôi chuyển những quan hệ này qua những quốc gia khác, cho tới khi nào các anh có quyết định là chọn đứng về phía nào. Bây giờ không còn thời gian cho anh đi hai hàng nữa. Đó là cái mục tiêu của Hoa Kỳ bây giờ. Chuyển trục về Á Châu là toàn bộ chiến lược Á Châu, bất kỳ một quốc gia nào đối với Hoa Kỳ đều quan trọng cả. Nhưng họ phải chọn tư thế đứng, chứ không có còn đi hai hàng nữa, không còn đu dây ở giữa nữa. Thì Nguyễn Phú Trọng mong muốn là duy trì hiện trạng, tức là vẫn tiếp tục đu dây ở giữa, kinh tế thì ăn là làm ăn với Mỹ, rồi quyền lực nắm quyền thì dựa vào Trung Quốc. Thì bây giờ cái tình trạng đó sẽ chấm dứt khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu. Do đó chuyến đi này của Nguyễn Phú Trọng là tìm cách mua thêm thời gian. Nhưng mà Joe Biden có vẻ là không còn cái sự chọn lựa nào khác, bởi vì cái cục thế đối đầu với Trung Quốc ngày càng căng rồi. Bây giờ các quốc gia Á Châu đứng về phía nào tùy họ thôi. Thì Cộng sản Việt Nam vẫn muốn chọn thái độ đu dây. Thì quý vị, thái độ đu dây sẽ chấm dứt trong cái thời gian ngắn sắp tới, sau chuyến đi này của Nguyễn Phú Trọng. Do đó quý vị, chọn lựa là do Nguyễn Phú Trọng. Còn việc mời qua Mỹ là chẳng qua là bởi vì Cộng sản quen thói là cứ đợi Tổng thống Mỹ nào đó, nó bằng mọi giá phải đưa Tổng thống Mỹ đó tới Việt Nam một lần để nó quảng bá tuyên truyền cho chế độ. Mặc dù là dưới thời ông Trump hai lần tới Việt Nam, nhưng không phải là chuyến viếng thăm chính thức. Lần thứ nhất là ông dự APEC được tổ chức tại Việt Nam. Lần thứ hai là ông mướn cái rạp của Việt Nam để deal với lại Kim Jong-un. Thì quý vị, nhưng mà ít nhất ông ra tới Việt Nam. Thì Cộng sản theo thói quen từ thời của Bill Clinton rồi, nếu mà Tổng thống Mỹ không tới được Việt Nam thì bằng mọi giá cũng phải đưa Tổng Bí thư qua Mỹ gặp Tổng thống Mỹ chứ. Thì cái đó là cái trò của Cộng sản Việt Nam xưa nay mà. Do đó lần này tôi nói quý vị, nói là Tổng thống Mỹ bắn thiệp mời, nhưng mà cái thiệp mời đó theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam thì đúng hơn. Tương tự như cái vụ G7 vừa rồi, tức là Phạm Minh Chính đã cho người của Bộ Ngoại giao đứng túc trực ở Bộ Ngoại giao Nhật Bản để năn nỉ cho Phạm Minh Chính có được cái thiệp mời.
Và cái câu chuyện này đã được ký giả của tờ Nikkei Review đăng lên. Thì quý vị, chuyện mà cộng sản đi năn nỉ thiệp mời này á, nó giấu bên trong rồi nó chỉ tung tin ra bên ngoài mặt báo chí là ô tôi được tổng thống Mỹ mời, tôi được khối G7 mời. Quý vị, ba cái trò tuyên truyền đảng cộng sản tôi đã vạch ra cho quý vị thấy rồi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tán gẫu vô đề sáng chủ nhật ngày mai. Thì làm ở San Jose, quý vị nào mà ở San Jose thì ngày mai có thể gặp gỡ ở cà phê Paloma từ 9 giờ tới 10 giờ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.